Nỗi sợ của con người thường bắt nguồn từ những thứ bí ẩn mà chúng ta không biết hay không thể giải thích được bằng khoa học. Trong đó, có lẽ ma và những hiện tượng kỳ bí xoay quanh chúng luôn luôn để lại nỗi ám ảnh khó quên đối với những ai được chứng kiến hay được nghe kể về nó. Trong thế giới Pokemon, đâu đó cũng tồn tại những khu vực, những điều bí ẩn mãi ở đó mà người chơi không thể nào giải thích được. Và sau đây sẽ là video về những câu chuyện rùng rợn trong các bản game Pokemon. Để nói về những thứ đáng sợ trong thế giới Pokemon mà bỏ qua thị trấn Lavender ở Kanto thì thực sự là một thiếu sót rất lớn. Chỉ một thời gian ngắn sau khi hai bản game là Red và Green ra mắt lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 2 năm 1996, đã có tin đồn rằng rất nhiều đứa trẻ tại Nhật bị một loạt những chứng bệnh như đau đầu, chảy máu cam, mất ngủ, cáu kỉnh và thậm chí là tự sát sau khi nghe bản nhạc nền của thị trấn này. Hiện tượng này được đặt cho một cái tên là hội chứng thị trấn Lavender trên những diễn đàn về Creepypasta. Dù nghe rất đáng sợ, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có một bằng chứng nào chứng minh được mối liên hệ giữa việc chơi Pokemon và những vụ tự tử của trẻ em. Thế nhưng thực tế thì nhà soạn nhạc cho tựa game này là Junichi Masuda đã phải thay đổi nhạc nền của thị trấn ngay sau bản phát hành đầu tiên và làm cho giai điệu của nó trở nên tươi vui hơn trong Gold, Silver và Crystal. Liệu điều này có liên quan thật hay chỉ là sự trùng hợp được làm quá lên bởi những tin đồn? Đó là câu hỏi mà có lẽ mãi mãi sẽ không có câu trả lời. Đấy là những ảnh hưởng của nó đối với thực tế. Còn trong game thì thị trấn này có tồn tại những điều kinh dị xoay quanh hay không? Người dân ở thị trấn Lavender có thể không tự hào lắm mà nói với bạn rằng nơi đây chủ yếu nổi tiếng là vì có ma. Tâm điểm tạo nên sự huyền bí của thị trấn nằm ở tòa tháp Pokemon, là một nghĩa trang với cấu trúc kỳ lạ, đồng thời bị ám bởi hồn ma của một con Marowak đã bị giết khi bảo vệ con mình khỏi team Rocket. Những Pokemon hệ ma trong tháp này cũng mang tính chất của những con ma thực thụ, với những câu xua đuổi, biến đi, và nếu không có trang bị Steelscope để xác định danh tính của chúng, anh em sẽ không thể làm gì được mà chỉ còn cách bỏ chạy. Đây thực sự sẽ là cú sốc đối với những người mới bắt đầu, vì khi chơi tựa game này có lẽ chúng ta đều nghĩ Pokemon là những sinh vật dễ thương, thú vị, chiến đấu đến đâu cũng chỉ ngất xỉu, chứ chẳng ai nghĩ đến chuyện chúng có thể ra đi. Chưa hết, vẫn còn một thuyết âm mưu rằng trong trận đấu trước đó với Rival Blue, chúng ta đã quá mạnh tay khiến cho con Raticate của cậu ta không thể qua khỏi. Bởi vì khi gặp lại Blue ở đây, con Raticate đó đã không còn trong đội hình nữa. Cũng có thể chỉ đơn giản là cậu ta thấy nó quá yếu mà bỏ ở nhà thôi, cơ mà đây vẫn là một giả thuyết ám ảnh mà mọi người có thể nghĩ đến. Vùng Johto của thế hệ thứ 2 cũng có khá nhiều khu vực bí hiểm, như là khu tàn tích cổ dưới lòng đất tràn ngập những con unknown, hay là rất nhiều tòa tháp ma mị như là tháp Bellsprout ở thành phố Violet, tháp chuông và tháp cháy ở thành phố Ecruteak. Và buổi tối anh em còn có thể tìm thấy những con Ghastly trong những tòa tháp này. Tuy nhiên những địa danh trên không thực sự có những câu chuyện rùng rợn đi kèm, chỉ là chúng nó hơi tối tối ghê ghê mà thôi. Ngay cả khi sang lại Kanto thì tháp Pokemon ở Lavender cũng đã yên bình hơn, nên có lẽ thế hệ thứ hai là một ngoại lệ trong video này, hoặc cũng có thể đơn giản là do tôi không biết. Nếu như anh em nào biết thì có thể kể lại dưới phần bình luận cho mọi người nghe hộ tôi nhé. Tôi thì tôi cảm thấy cái gym hệ ma của ông Morty cũng tính là một ngôi nhà ma ám rồi. Vùng đất Hoenn có một ngọn núi đặc biệt nằm giữa hồ nước gọi là núi Pyre, nghĩa là giàn thiêu. Đây là vùng đất linh thiêng, nơi mà hai bảo vật trấn giữ Pokemon huyền thoại là Red Orb và Blue Orb được bảo vệ khỏi tay những thế lực muốn lợi dụng sức mạnh của chúng. Và trong bản Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire, anh em có thể gặp hai ông bà cụ trông coi bảo vật trên đỉnh núi. Núi Pyre đồng thời cũng có vai trò là một nghĩa địa Pokemon giống như thị trấn Lavender của vùng Kanto, nên có rất nhiều người đến đây để viếng thăm cũng như bày tỏ tấm lòng của mình với Pokemon đã mất. Sau khi anh em đánh bại Tứ Thiên Vương hệ ma Phoebe và quay trở lại núi Pyre, anh em sẽ thấy cô ta đang nói chuyện với một bia mộ. Và Phoebe sẽ nói với anh em rằng cô ấy đến viếng thăm bà của mình. Sau khi nói chuyện với Phoebe, nếu quay trở lại đỉnh núi, anh em sẽ chỉ còn thấy cụ ông mà thôi, còn cụ bà đã biến mất. Liệu đó có phải là người bà mà Phoebe nhắc đến hay không? Hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp và bà ấy chỉ đi đâu đó mà thôi? Còn một điều nữa về cô nàng Tứ Thiên Vương này, đó là khi chiến đấu với cô ta ở liên đoàn Pokemon, sẽ có một hồn ma theo dõi, có lẽ hầu hết anh em sẽ không để ý. Hồn ma này có thể sẽ ngồi trên chiếc ghế đằng sau lưng của Phoebe,
hoặc là sẽ ở một góc rất nhỏ, rất khó nhìn ngay trước mặt nhân vật của anh em. Mặc dù vùng Sinnoh cũng có một nghĩa trang Pokemon gọi là Lost Tower, nhưng thực tế thì nơi đây cũng khá thường và không có gì đáng sợ cả. Tuy nhiên vẫn còn một địa danh khác, một căn biệt thự hoang tàng giữa khu rừng Eterna. Căn nhà được biết đến là nơi bị ma ám, khiến cho nhiều công dân của thành phố, đặc biệt là Gym Leader Gardenia cũng phải sợ hãi. Ngoài việc tràn ngập những Pokemon hệ ma, thì những điều kỳ bí của căn biệt thự này sẽ chủ yếu diễn ra ở tầng 2. Nơi đó có một căn phòng chứa chiếc TV nhấp nháy liên tục. Thực sự thì có ma ở trong cái TV này thật, đó chính là Pokemon Rotom mà anh em có thể bắt sau khi hoàn thành cốt truyện chính. Ở một căn phòng khác, sẽ có bức chân dung với đôi mắt đỏ rực lên mỗi khi có người bước vào, dường như đang theo dõi. Và thi thoảng còn có bóng ma của một cô bé sẽ xuất hiện ở căn phòng cuối hành lang. Thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng khi bước sang đó thì không có ai cả. Và rồi trong phòng ăn, có một ông lão phía bên kia chiếc bàn. Khi anh em tiến lại gần thì ông ta sẽ di chuyển, lơ lửng, chân không hề bước. Ông lão này chỉ xuất hiện đúng một lần đó và sẽ biến mất khỏi trò chơi không để lại một dấu vết. Trong bản Pokemon Black High và White High, có một ngôi nhà kỳ lạ nằm đơn độc trong một thung lũng dưới chân núi Reversal. Nó bị ám bởi hồn ma của một cô bé mà trước đó anh em cũng có thể gặp trên cầu Marvelous trong bản Black và White. Con ma có vẻ không muốn anh em tìm được bí ẩn của nơi này, khi mà nó cố tình sắp xếp đồ đạc để cản trở, buộc anh em phải tìm nhiều lối đi qua những căn phòng khác nhau. Tổng cộng chúng ta sẽ gặp hồn ma này 3 lần với những câu thoại hết sức ẩn ý. Một cơn ác mộng triền miên, một giấc mơ vô tận trong bóng tối. Ba, mẹ, Abra, mọi người ở đâu? Trong giấc mơ đen tối, tôi nghe thấy giọng nói của ba. Quên lông vũ trăng non đi, hãy ở lại đây với con. Ôi, lông vũ trăng non, tôi không thể lấy nó nữa rồi. Nhưng sẽ không sao đâu, hãy trả lại nó cho Pokemon. Tôi đã đợi trên cầu để có thể tự trả lại nó. Pokemon được nhắc đến ở đây chính là huyền thoại Cresselia, được biết đến với khả năng xua tan những cơn ác mộng. Nhưng tại sao hồn ma này lại phải trả lại lông cho nó? Điều gì khiến cho cô bé vẫn còn vấn vương ở nơi này? Đặc biệt hơn là trong ngôi nhà cũng có những cuốn sách ghi chép liên quan đến Cresselia, Darkrai, Rosie, Muna và về những giấc mơ. Có vẻ như khi còn sống, cô bé này đã chìm trong hôn mê và liên tục gặp những cơn ác mộng, rất có thể là do Darkrai gây ra. Điều này khiến cho bố của cô phải đi tìm lông vũ trăng non để cầu xin sự giúp đỡ của Cresselia. Nhưng rồi cũng đã muộn, cô bé đã qua đời và những người khác sau đó cũng rời bỏ nơi đây. Tiếp đến, nằm vất vưởng ở đường 14 vùng Kalos, giữa thành phố Lumios và Lavir, có một ngôi nhà đơn độc với một người đàn ông bên trong. Ông ta sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện như sau. Vào một đêm giông bão cách đây nhiều năm, tôi đã bị lạc và tìm thấy ngôi nhà này. Đèn không thể bật được, tôi sợ hãi nhìn xung quanh. Cuối cùng tôi vào bếp, không có dấu hiệu nào cho thấy có người. Tôi tìm thấy tủ lạnh và mở ra, ánh sáng yếu ớt lọt ra ngoài, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một chút. Và tôi thấy đường nét mờ nhạt của một người đàn ông co ro trong góc phòng. Tôi đã cố nói với anh ta rằng tôi bị lạc và hy vọng anh ta sẽ cho tôi tá túc lại đêm nay. Nhưng khi tôi đến gần, anh ta đột nhiên hét lên, "Lùi lại!" Tôi xin lỗi và tiếp tục cầu xin, "Làm ơn, anh không thể giúp tôi sao?" "Tôi không bảo anh," anh ta hét lên. Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đó, anh ta hỏi tôi, "Anh không nhìn thấy họ sao? Đằng sau anh đấy, một đám người không mặt mũi." Và sau đó thì người đàn ông đòi tiền tips cho câu chuyện hay ho mà anh ta vừa kể. Well, có lẽ là chém gió chứ ngay từ đầu đã chẳng có con ma nào ở đây cả. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không có những bí ẩn ở vùng đất này. Tại thành phố Lumios có một võ đường. Khi anh em đi thang máy lên tầng 2, sẽ có một cô gái với ngoại hình giống như Hexmaniac bất thình lình xuất hiện sau lưng, lơ lửng bay ngang qua và nói, "Không, người không phải người đó." Điều gây lú ở đây là cô gái này sử dụng chung hình dạng với rất nhiều NPC khác ở trong game,
khiến cho chúng ta băn khoăn khi gặp những nhân vật giống như thế. Liệu đây có phải là cô gái ma mà chúng ta đã nhìn thấy hay không, hay là một người hoàn toàn khác? Chính cái sự xuất hiện bâng quơ không báo trước rồi biến mất bí hiểm không còn một dấu vết nào để lại đã tạo ra sự hoang mang cho người chơi, khiến cho họ nghi ngờ mọi thứ họ nhìn thấy. Đó chính là sức mạnh của sự bí ẩn mà tôi đã nói ở đầu video. Liệu ma có thật và có đáng sợ hay không? Hay chỉ đơn thuần là do suy nghĩ của con người tự gây ra cho chính mình? Trên đảo Mele Mele vùng Alola có một trường học Pokemon, nơi mà bình thường các nhà huấn luyện đều đào tạo kỹ năng chiến đấu. Tuy nhiên, ngôi trường tươi sáng vào ban ngày cũng có những bí ẩn rùng rợn khi đêm xuống. Một cô bé đứng trước cổng trường với một con Rifloon và bé sẽ kể cho anh em nghe về 7 bí ẩn trong ngôi trường này. Đêm xuống, gần lò thiêu, có những ánh sáng lập lòe đáng sợ di chuyển. Có ai đang đốt vật gì đó và có cả tiếng con gái khóc. Bí ẩn đầu tiên này hóa ra là một nữ sinh sử dụng lò thiêu để đốt những bức thư tình mà cô ta vốn viết cho Crush. Nhưng giờ anh chàng đó đang hẹn hò với một cô gái khác và em này đốt chúng giữa đêm để cho mọi người không chú ý. Những âm thanh nhớp nháp tiến lại gần. Tiếng bước chân của ngài nhảy nhụa. Nếu bạn để bị tìm thấy, ngài nhảy nhụa sẽ nuốt chừng bạn. Bạn sẽ tiêu tùng. Cái bí ẩn thứ hai này nghe nó hơi bẩn, bởi vì lời giải của nó là một con Grimer tên là Grimo. Đây là Pokemon của bác lao công trường này. Bởi vì muốn cố gắng vượt qua đối thủ của mình là Grimy, cho nên Grimo đã phải ở lại trường vào buổi tối để lo dọn làm thêm giờ. Vào ban đêm, trong phòng giáo viên, một âm thanh phát ra từ thế giới bên kia. Nếu nghe thấy nó, bạn sẽ không thể rời đi. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Để tìm lời giải cho bí ẩn thứ ba này thì anh em sẽ đi về căn phòng giáo viên ở tầng 2 và nghe được thông báo từ hệ thống phát thanh của trường học như kiểu có ai đó không thể thoát ra ngoài. Thực chất thì có một người đang cố sửa lại loa trường cùng với con Slowpoke của mình, nhưng mà nó lại ngủ quên trước cửa khiến cho anh ta bị kẹt không thể ra ngoài được. Tối đến, cầu thang bị nguyền rủa. Bạn đi lên mãi nhưng vẫn về chỗ cũ, cũng không thể đi xuống được. Một vòng lặp vô tận không lối thoát. Bí ẩn thứ tư này lại dẫn người chơi đến tầng 2 của trường học. Khi đến nơi thì anh em sẽ cảm thấy có một làn gió lạnh và dù cố gắng đi lên đi xuống thế nào đi nữa thì vẫn quay lại tầng 2. Gần đó có một bảng thông báo ở trên tường nơi mà anh em có thể tìm thấy manh mối cho lời giải. Hóa ra đây là trò chơi khăm của một con Ghastly. Sau khi đánh bại nó thì có thể đi lên đi xuống như bình thường. Bí ẩn thứ năm mang tên nhật ký bị nguyền rủa. Nó nằm trên kệ sách ở tầng 3. Cứ đọc đi và điều đáng sợ sẽ đến. Cứ đọc đến hết đi, sẽ có kẻ đến bắt bạn. Đây thực chất chỉ là một cuốn tiểu thuyết kinh dị được viết dưới dạng nhật ký. Sau khi anh em đọc hết nó thì khá trùng hợp là đèn đóm sẽ vụt tắt và một con Rifloon xuất hiện. Đây là Pokemon được biết đến với thói bắt cóc trẻ em và đưa chúng đến thế giới bên kia. Bí ẩn thứ 6. Bí ẩn cuối cùng mà cô bé nhờ người chơi tìm lời giải, đó là lớp học của những hồn ma. Đêm xuống, trong lớp học ở tầng 2, bạn nghe thấy tiếng cười. Ma cũng phải đến lớp học mà, ai cũng nói vậy. Khi đến điều tra thì đây cũng có vẻ như một lớp học bình thường, không có gì lạ. Đám học sinh sẽ rủ anh em vào học và làm bạn với chúng. Nhưng khi nói chuyện với giáo viên, anh em sẽ biết thực chất nó là một con hypno và tất cả lớp học này là một ảo ảnh do nó tạo ra. Sau khi đánh bại hypno thì mọi thứ cũng biến mất theo nó. Anh em nghĩ rằng đã là bí ẩn cuối cùng rồi á? Không, có tận 7 bí ẩn cơ mà. Bản thân cô bé cũng không biết bí ẩn cuối cùng là gì. Ngay sau đó, bác bảo vệ ngôi trường sẽ xuất hiện hỏi anh em đang làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt. Khi cố gắng giải thích là đang giúp cô bé thì chẳng còn cô bé nào đứng đấy nữa. Đó chính là bí ẩn thứ 7. Trước đấy cô bé này cũng đã nói rằng bé từ xa đến và không thông thạo tiếng địa phương. Cộng với việc bé đứng cạnh một con Rifloon thì khả năng cao là đã bị Rifloon đưa đến vùng này. Không biết từ đâu và từ bao giờ, nhưng có lẽ là đã không còn sống. Ở vùng Gala, vẫn như thường lệ thì Game Freak lại đan xen vào câu chuyện về một cô bé ma nữa. Cụ thể, anh em có thể tìm thấy bé ở Hammerlock, đang đứng gần lâu đài phía trên ga xe lửa. Cô bé sẽ nhờ chúng ta gửi một bức thư đến người bạn tên là Frank, sống ở Ballonlea. Sau khi nói chuyện với tất cả những đứa trẻ con trong làng nhưng không có đứa nào nhận,
thì thực chất bạn của cô bé lại là một ông già, chứ không phải là một cậu bé như người ta vẫn tưởng. Sau khi đưa thư cho Frank, ông ta nói rằng cô bé chính là bạn thuở nhỏ của ông. Cô bé ấy đã mắc một căn bệnh bí ẩn và qua đời, khiến cho họ phải rời xa nhau. Rồi khi quay lại lâu đài ở Hammerlock, cô bé đã không còn đường đó, chỉ còn lại vật phẩm Riverclaw nằm dưới nền đất. Nếu anh em nào không biết thì món đồ này tên tiếng Việt là vải linh giới, có tác dụng hỗ trợ Pokemon hệ ma Dusclops tiến hóa thành Dusknoir. Tuy nhiên câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Một lần nữa quay trở lại với nhà của Frank ở Ballenlea, anh em có thể để ý thấy cháu của ông ta đang nói chuyện với cái gì đó trong góc tường. Đó là hồn ma của cô gái vừa rồi ư? Hay là một hồn ma hoàn toàn mới nữa? Hay đơn giản chỉ là người bạn tưởng tượng của cô bé? Và thế quái nào mà mấy ông Game Freak cứ phải lôi trẻ con vào những cái câu chuyện về hồn ma thế nhở? Và cuối cùng trong tựa game Pokemon Legend Arceus, có một đứa trẻ chỉ xuất hiện vào buổi tối trong làng Jubilife, giao cho anh em nhiệm vụ tìm kiếm 108 linh hồn ở khắp vùng Hisui để có thể mở khóa được Pokemon Spirit Tomb. Tuy nhiên thu thập khắp nơi thì cũng chỉ có 107, và cuối cùng đứa bé này lộ diện chính là linh hồn thứ 108. Câu chuyện này cũng khá là ngắn để mà kể ra và tôi dùng nó để làm lời kết. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi hết cái video khá dài này nhé. Nếu có những mẩu chuyện rùng rợn nào liên quan đến thế giới Pokemon nữa thì anh em có thể chia sẻ dưới phần comment cho mọi người cùng tận hưởng Halloween. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.